Trong khi đó, thì 3 ngày sau vụ động đất kinh hoàng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương, cuộc sống của hàng triệu người dân Afghanistan vốn đã khó khăn, nay lại chồng chất khó khăn. Không chỉ chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, mất nhà cửa, mất tài sản, việc tìm được một chút thuốc men và lương thực ở thời điểm này cũng là một thách thức rất lớn với nhiều gia đình tại quốc gia Trung Nam Á này. Cơ quan xử lý thảm họa Afghanistan cho biết, 10.000 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất trên. Số người thương vong dự kiến tiếp tục tăng khi nhiều nạn nhân vẫn còn mắc kẹt dưới những ngôi nhà làm bằng gỗ, đất sét bị phá hủy hoàn toàn trong động đất. Họ hàng của tôi đều sống gần đây. Gia đình anh họ tôi mất 10 người thân. Cả nhà chỉ còn lại có 2 người sống sót thôi. Nhà tôi thì cũng mất 4 người. Chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ. Ngôi nhà của chúng tôi đã bị phá hủy. Chúng tôi đã sống bên ngoài này suốt mấy ngày rồi. Nhà tôi thì không có ai bị thương cả, nhưng mà gia súc và toàn bộ tài sản của chúng tôi thì đã bị chôn vùi. Người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới ở Kabul cho biết nỗ lực cứu trợ hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết và đường xá khó khăn. Tổ chức Y tế Thế giới cùng một số tổ chức phi chính phủ đang triển khai các đội y tế lưu động, thuốc men và thiết bị y tế đến Afghanistan, cũng như huy động thêm nguồn cung cấp y tế. Liên Hợp Quốc cũng đã chuyển khoảng 10 tấn trang thiết bị y tế cần thiết tới nước này. Trong khi đó, Ấn Độ, Pakistan cũng đã gửi hàng chục tấn hàng viện trợ tới Afghanistan.